Đây, chào các bạn nha. Mình đi test cái cây mai nha các bạn. Cây này là mình làm theo yêu cầu của một bạn này. Bạn ấy muốn làm một cái cây nó nhỏ nhỏ lùn lùn vậy nè các bạn. Đó. Không có khắc tên gì hết ha. Bạn ấy yêu cầu không khắc tên. Ok. Làm theo yêu cầu của bạn luôn. Bây giờ mình sẽ test viên bi các bạn. Viên bi lăn nha. Ở đây mình có nhờ một đứa em nó hỗ trợ ha. Nó thả viên bi lăn xuống rồi mình bắn nha các bạn. Rồi, ok. Đây là cây ổi ha, chạc 75 nha các bạn. Rất là may mắn ha. Đây, nhờ đứa em nó hỗ trợ ha. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều nha.